Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã đến với kênh mình nha. Thì hôm nay thì mình đang ở trong cái vườn chanh không hạt của mình nha các bạn. Để mình đứng dậy mình quay cho các bạn xem về tổng thể cái vườn của mình ha. Đây các bạn. Thì có bạn hỏi mình á, thì các bạn là tính là trồng chanh các bạn, nhưng mà trên đây chanh đây là chanh Mỹ á, thì các bạn không biết cái khoảng cách trồng nó bao nhiêu. Thì giờ hôm nay thì mình đang mần cỏ các bạn, đây nè. Thì sẵn thì mình chia sẻ cho các bạn luôn ha. Thì trồng chanh Mỹ các bạn thì nó tương đối là nó không có gai các bạn, nhưng mà cái khoảng cách trồng các bạn thì nó cũng khoảng là từ 3 đến 4 mét một cây nha các bạn ha. Đây các bạn nè, quay các bạn xem nè. Thì từ 3 đến 4 mét một cây ha các bạn ha. Ở đây mình có đi đường nước nè các bạn, như là để mương luôn các bạn. Quay cho các bạn xem nè. Còn mà cái bề ngang của cái vườn chanh này của mình á, thì ở đây là mình để là 5 mét nha các bạn. Nè, từ cây chanh này, từ cây chanh này nè, đó, qua tới cây chanh này là 5 mét. Còn mà từ cây á mà đến bên đây nè các bạn là 3 mét nha các bạn ha. Thì hiện tại đó là chanh của mình các bạn thì nó cũng đã được 1 năm rưỡi các bạn, và hiện tại là nó cũng đã là ra bông cũng như là kết quả, là mình cũng có thu hoạch một vài đợt các bạn. Thì đây là cây chanh Mỹ nha các bạn ha. Chanh này á, thì giá thị trường á, thì cái thời điểm mà mình quay cái video này á, thì nó cũng đã lên giá rồi các bạn. Thì nó là tầm khoảng là 35 ngàn là một nhánh nha các bạn ha. Ở đây á, là mình tự mình chiếc nhánh mà để nhà luôn các bạn. Thì mình bán lẻ cho bà con ở đây á, trồng á, thì là 20 ngàn một nhánh. Còn nếu như á, là các bạn mà mua ở ngoài tiệm vườn, cái vườn ươm á, thì nó là 35 ngàn một nhánh. Đối với là cái thằng là chanh không hạt ha. Đây các bạn. Còn cái mà những cái thằng chanh như là chanh chanh bông tím các bạn, cũng như là chanh tứ quý này nọ, thì nó là giá từ là 15 đến 20 ngàn một nhánh. Là các bạn là bạn mua ở ngoài vườn ươm á, tùy cái chỗ của bạn đang sống thôi. Nhưng mà mình cập nhật giá là giá thì cái giá đó. Còn riêng cây chanh Mỹ này thì 35 ngàn một nhánh nha các bạn ha. Thì chanh Mỹ á, thì trái nó rất là to các bạn, và nó cũng không có hột nữa, nhưng mà cái lượng nước mà đối với những loại chanh như chanh bông tím các bạn thì nó không bằng, nhưng mà nó rất là có ký nha các bạn ha. Nhưng mà bạn hái nó rất là lẹ, ví dụ như một thùng vậy là 10 ký đi, thì mình hái nó chừng mấy chục trái là đủ rồi các bạn. Để quay cho các bạn xem một trái nè, chanh Mỹ nè, khá to các bạn ha. Ở đây thì mình trồng chanh Mỹ, mình bán cho những cái thương lái mà người ta nhập khẩu nước ngoài các bạn. Thì hiện tại là cái chanh mình cũng đang là đâm đọt các bạn, nhưng mà hiện tại là nó đang bị bệnh á, là nó bị héo lá nè. Dệt bữa nữa là mình sẽ mua thuốc sâu á, mình xịt, đây nó bị sâu đó các bạn, không thấy nè. Nó bị sâu ha. Nhưng mà hiện tại thì nó cũng đang phát triển khá tốt nha các bạn ha. Thì cái này á, thì nó không có kén đất nha các bạn. Đất thịt nè, lọc trồng là ngon nhất luôn rồi đó. Đất mình là đa số là nó bị chai các bạn, nhưng mà trồng nó vẫn tốt. Ở đây nè, nhưng một gốc như thế này là nó là 35 ngàn một nhánh. Nếu như bạn mua lẻ một gốc hai gốc á, ở ngoài vườn ươm các bạn, thì nó như thế nào là 35 ngàn gốc nè đó. Thì ở đây mình trồng được 1 năm rưỡi á, thì cái cây chanh nó sẽ như thế này nha các bạn đó. Quay cho các bạn xem tổng thể về cái vườn chanh của mình nè. Đó, thì bạn nào mà đang xem kênh của mình thì hãy cho mình một like nha các bạn ha, cũng như một lượt đăng ký ha. Bạn có câu hỏi có liên quan thì cứ bình luận bên dưới thì đó mình sẽ trả lời nha. Đây các bạn, tiếp tục quay cho bạn xem nè. Chanh Mỹ này các bạn trồng nó rất là có ký các bạn, nhưng mà mình hái trái thường nó cũng ra thường đó các bạn. Còn cái cách xử lý mà làm sao mà để cho nó ra trái nghịch mùa các bạn là ngưng tưới nước nó ha. Và các bạn là tỉa nhánh thường xuyên, rồi sau đó thì nó sẽ mọc cái nhánh mới, và khi mà nó ra cái đọt non các bạn thì các bạn phải thúc phân. Phân ở đây là phân DAP các bạn ha, hoặc là phân đầu trâu NPK các bạn. Ra đọt non các bạn. Khi nó ra đọt non thì nó sẽ kèm theo là cái bông nè. Các bạn thấy không ạ? Đó. Và khi mà mình cho nó ra bông vậy rồi thì bạn phải đảm bảo được cái lượng nước nè. Ở đây mà thấy nước của mình không, cái mương của mình các bạn, là đất này nó cũng có nước đó nè.
thì mình đào những cái đường mương nhỏ nhỏ như thế này các bạn, tiện để mình tưới bằng tay các bạn đó. Với lại mình để cái đất này thì riêng cái phần mô á, thì ở đây mình đã làm cho nó cái mô nó cao rồi nè, nó thấy không? Còn cái phần mà nói chung là nước cao lên là mình đã có chỗ mình thoát nước hết rồi nè. Mấy đường mương mương này nó rất là lợi hại, ví dụ như mình muốn tháo nước thì mình lấy bung tưa mình bơm đi và mình cho nó thoát nước đó các bạn ha. Nè đây, quay tổng quan cho bạn xem ở đây là vườn chanh của mình nè. Thì hiện tại kênh mình các bạn là quay rất là nhiều loại cây trồng các bạn, có thể là xem tham khảo để các bạn trồng ha. Còn cái vườn này á, thì ít bữa nữa thì mình sẽ trồng xen canh với cây cà pháo nha các bạn. Thì bạn nào mà có muốn trồng về cà pháo thì có thể là liên hệ mình ha, qua số điện thoại là 0097 440 8251 ha, thì mình có lại chia hạt giống lại cho anh em á, anh em có thể là liên hệ mình. Thì cái số đó là số đó mình có Zalo luôn các bạn, thì các bạn là có thể là nhắn tin Zalo mình ha. Đó. Để đi quay cho bạn xem. Thì trồng chanh này các bạn thì tầm nửa tháng là mình có thu hoạch rồi rồi các bạn. Nửa tháng là từ cái lúc mà mình thu hoạch rồi tới mình thu hoạch nữa nha 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 các bạn ha. Còn trồng thì nó khoảng từ năm là mình có thể là mình thu hoạch ha. Cái chanh này nó hơi bị vàng các bạn ha, hơi vàng nhưng mà nó cũng chín rồi các bạn, để mình hái luôn. Đây thì đây có một số cây nó bị vàng lá nữa các bạn, cũng như là bị bệnh các bạn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều ha. Thì nó này là nó bị vàng lá với bị thúng lá, thì mình có thể là mình xịt cái thằng Antracon hoặc cái thằng Envin các bạn, cộng thêm cái thằng là Natavo á, vô thì nó sẽ hết à. Thì vàng lá này á, thì có nhiều bạn là nói là nó bị virus các bạn không trị được. Thật chất là trị được nha các bạn ha, các bạn nên áp dụng ha. Có nhiều bạn là vô nói là không trị được, mình khẳng định với các bạn là trị được ha. Vì nếu mà không trị được là những cái công ty mà người ta sản xuất ra những cái thuốc mà trị vàng lá thì chắc người ta đóng cửa rồi các bạn đó. Thì đây cũng là một những kinh nghiệm riêng của mình các bạn đó, mình chia sẻ thực tế cho các bạn luôn. Các bạn nè, đọt non, nó đâm đọt non là nó đang sung các bạn, nhưng mà hiện tại là nó đang bệnh, nó bị thúng lá nè. Thì sẵn là video sau thì mình có quay về cây chanh các bạn, thì mình sẽ chia sẻ cái loại thuốc xịt cho nó bớt thúng lá các bạn ha. Nè, đang đâm đâm bông nữa các bạn, bông nó màu trắng các bạn, rất là thơm các bạn ha. Nó hôm nay là quay trực tiếp luôn, không có chỉnh sửa gì luôn các bạn, là cho các bạn xem thực tế luôn các bạn ha. Đó, đâm đọt non nè, nó rất là đã. Thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn ha. Thì bạn nào có câu hỏi liên quan thì cứ comment bên dưới, cũng như là hãy like, subscribe kênh mình nha. Rồi mình xin được mến chào.